Xin chào mọi người và đặc biệt là các bạn tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái tử vi vận hạn của 6 tháng đầu năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các bạn. Có thể nói là về tử vi thì mình có thể nghiên cứu thì mình thấy rằng là Đinh Mão là một trong những tuổi gặp nhiều may mắn, gặp nhiều tốt đẹp nhất ở trong năm 2019 này, với cái vận hạn, với cái gọi là những cái điều may mắn và những cái phúc tinh tài tinh có trong bên trong mạng của các bạn. Tuy nhiên là một số các bạn là có comment với mình là Đinh Mão từ đầu năm đến giờ gặp là quá nhiều khó khăn, không có được suôn sẻ. Thì mình không biết là mình duyên số gì đó, thì năm đầu năm vừa rồi thì mình không có dịp làm cái tử vi cả năm cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi các bạn, cho nên là mình cũng không nắm rõ lắm là tuổi của các bạn có gặp khó khăn hay không. Và phải nói như này, mình cũng xin nhắc lại, tử vi là một môn khoa học thống kê, tức là trong 1.000 năm có rất là nhiều người tuổi Đinh Mão của các bạn, thì 60 năm là sẽ có một cái Đinh Mão lặp lại, và người ta quan sát cái người Đinh Mão đó, sau đó rất là nhiều cái người tuổi Đinh Mão đó, sau đó họ gặp những cái đầu dòng. Ví dụ như người Đinh Mão thì nóng nảy, đúng không? Người Đinh Mão thì thế này thế kia, để có cái đúc kết về tử vi của mọi người. Cho nên là cái xác suất chính xác của nó còn phải dựa vào ngày tháng năm sinh của mọi người, và hơn hết mình có nói luôn, và hơn hết là đức năng của các bạn như thế nào, phúc của các bạn có đủ cho gia đình do ông bà để lại hay không, hay là người ta xét nói đúng theo cái thuật ngữ của xã hội ngày nay, đó là phải coi ăn ở, đúng không? Mình ăn ở không đàng hoàng, mình ăn ở không tốt thì đừng mong rằng mình nhận lấy những điều tốt. Cái gì nó cũng có giá của nó thôi, đúng không? Hôm nay mình vay của người này mình không trả thì ngày mai cũng có người khác vay của mình không trả thôi. Điều đó là hiển nhiên, không có việc gì xảy ra hết. Không có thể nào nói mà mình vay của này người này không trả, cho nên nhưng mà mình bắt người khác vay của mình, người nào cũng phải trả hết cho mình. Chắc chắn mình cũng sẽ sập hầm một lần thôi. Cuộc đời có vay thì có trả. Trồng cây ớt ăn trái ớt, trồng cây cam ăn trái cam, không thể nào trồng trái cam ăn trái ớt được ha. Rồi đó là cũng có nhiều bạn nói là mình đó là sống đàng hoàng lắm, sống cũng biết phúc đức đồ này kia lắm, mà tại sao mình cứ không gặp may mắn. Có thể mình nói rồi, theo thuyết của nhà Phật thì có thể là bạn trả cái nợ ở bây giờ chính là cái nợ ở kiếp trước. Cho nên thí dụ như ở đây mà bây giờ bạn vay của người nào đó bạn không trả được, hoặc là bạn cố bạn không trả, thì trước sau gì bạn cũng sẽ gặp lại họ để mà trả thôi. Cuộc đời rất công bằng, luân hồi là như thế. Rồi trở lại với cái vấn đề chính là cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Đinh Mão. Thì trước hết do là mình không có làm cái tử vi của đầu năm, cho nên mình sẽ xét sơ cái nội tại của cái tuổi Đinh Mão năm nay, sao mạng sẽ ra sao và tại sao mọi người cứ phải còn gặp rối rắm. Đầu tiên hết là nam mạng, thì mạng của các em là lưu trung hỏa, tức là lửa trong lò đó, đừng có nghĩ là lửa của Đinh Mão mình là lửa nhỏ xíu ở trong cái lò nước cái tắt liền. Xin lỗi, lửa của Đinh Mão và Bính Dần không phải là lửa nhỏ, nó là lửa trong lò lưu trung hỏa, nhưng lưu trung hỏa này là lửa luyện ra trời đất, cho nên lưu trung hỏa này không sợ nước ha. Cho nên gặp năm bình địa mộc, lưu trung hỏa là bổn mạng của mình sẽ tốt, vì thế các phúc tinh và tài tinh sẽ tương trợ cho mình nhiều điều tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra. Sao chủ của năm đó là sao Vân Hớn, sao đem đến nhiều rối rắm và đặc biệt là nạn tai. Tuy nhiên là nạn tai này thì nhẹ nhàng rắc rối thôi, chứ không có ảnh hưởng tới bổn mạng của mình đâu, rất khó. Trừ những người sinh vào cái ngày giờ mà người ta gọi là chết đường, hay là bị chết vì tai nạn, chết yểu thì mới có thôi, chứ còn thật sự ra mà nói, người mà các bạn năm nay với cái
bình địa mộc tương trợ cho lô trung hỏa thì rất khó mà xảy ra cái việc mà mình phải vong mạng ha. Nạn tai của mình chỉ là nhẹ nhàng hoặc là bệnh nặng đơn giản thôi. Hạn thì thiên la, tinh thần bất an, gọi là tiểu hạn, một trong những cái hạn rất nhỏ. Vận niên vẫn là vận niên xấu, đó là vận niên mã ngộ đao. Thiên can á, chữ đinh và chữ kỷ thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng thì chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên đinh thì thuộc hỏa, kỷ thì thuộc thổ, cho nên là bị sinh xuất thiên can, công việc bị hao mòn đi, không có nhiều cái tài lộc. Địa chi mẹo gặp hợi, rõ ràng là mẹo hợi là tý ngọ, hợi mão mùi tam hợp, tam hợp của năm. Đặc biệt là hợi là thủy, mẹo là mộc, cho nên là sinh nhật có lợi cho cái phần gia đạo. Nếu như năm nay mà các em nam thì rất là dễ có thêm con cháu ha. Còn đối với các em nữ thì là mệnh thì cũng là lưu trung hỏa, tuy nhiên là các em nữ thì gặp sao La Hầu, một cái sao đem đến ốm đau và hao tốn. Hạn thì là hạn diêm vương, phòng bệnh nặng trong người, cho nên là kết hợp với cái sao La Hầu này thì các em rất là dễ bị bệnh ở trong cái năm này. Vận niên thì cũng giống bên kia, mã ngộ đao cũng giống nam ha, thiên can thì đinh gặp kỷ thì gọi là sinh xuất về nạp âm ngũ hành. Địa chi mẹo gặp hợi là hợi mão mùi tam hợp, tốt đẹp. Như vậy thì rõ ràng với hai cái sao chủ Vân Hớn và La Hầu, Vân Hớn cho nam và La Hầu cho nữ, thì có vẻ rằng là vẫn chưa phải là năm hoàn toàn tốt đẹp đối với tuổi của các em, dù rằng năm là năm tam hợp hợi mão mùi và được tương sinh về bổn mạng. Tuy nhiên là sao hạn nó vẫn không tốt đẹp ha, sao hạn vẫn niên không tốt. Rồi như vậy thì do là mình chưa có làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi đinh mão, cho nên mình sẽ nói luôn cả tháng 6 âm lịch cho tuổi đinh mão, chứ không phải nói từ tháng 7 như các video khác. Tháng 6 của năm kỷ hợi 2019 tức là tháng tân mùi, thì tháng tân mùi là một tháng thổ. Đối với người mệnh hỏa gặp tháng thổ là sinh xuất về bổn mạng, cho nên sức khỏe và bổn mạng vì thế cũng không có tốt đẹp. Gặp như vậy vì sinh xuất thì các phúc tinh và tài tinh vì thế nó cũng sẽ yếu đi, lu mờ đi, không có tương trợ cho mình nhiều về cái việc công việc. Đặc biệt là chữ đinh, thiên can là chữ đinh của các bạn khắc chữ tân, cho nên công việc sẽ còn rối rắm hơn. Đinh khắc tân, thiên can khắc tháng, công việc sẽ có rối rắm, buồn phiền, không có tốt đẹp. Địa chi thì là gặp mùi năm hợi, người mà tuổi mão gặp tháng mùi là hợi mão mùi tam hợp. Mình có tam hợp cả tháng cả năm thì hy vọng với cái tam hợp cả tháng cả năm này sẽ giúp các em khống chế cái chuyện đinh khắc tân. Thì khi mà cái địa chi mà có tam hợp á thì nó sẽ tạo ra cái gì, người ta nói là tam hợp thì nó không những tốt cho cái gia đạo mà nó còn tốt cho cả công việc và các mối quan hệ. Hy vọng rằng là cái chữ đinh khắc tân là mình khắc nó, cho nên là dù gì đi nữa thì cái công chuyện nó gặp rắc rối cũng không quá nặng nề, mình có thể dựa vào các mối quan hệ, cái tốt đẹp của địa chi mà khống chế giải quyết. Ngon lành ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 7 của năm kỷ hợi 2019. Tháng 7 kỷ hợi 2019 tức là tháng nhâm thân, tháng kim. Như vậy hỏa khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cũng cần cẩn trọng một chút ha. Dù sao đi nữa mình tương khắc hoặc là nó khắc mình hoặc là sinh xuất là ba cá sấu với bổn mạng của mình. Thiên can thì chữ đinh sẽ hợp với chữ nhâm của tháng, thuộc nhóm lục hợp, chủ về chữ nhân, tức là có quý nhân, có những cái người mới đến trao đổi giúp đỡ cho mình vận hành cái công việc tốt đẹp hơn ha. Thiên can như thế thì địa chi là thân với mão là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau, như vậy là tốt đẹp. Tháng 7
được ngũ hợp của thiên can, công việc nó tương đối ổn định, tương đối có thể là sinh tài lộc, nhưng mà đối với nam nhiều hơn là nữ, nữ thì chắc là chưa gì đâu. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu. Như vậy xét về mạng, tháng Quý Dậu là kim mà, như vậy xét về mạng, hỏa nó sẽ tiếp tục khắc kim, bản mệnh khắc tháng, bổ mạng suy yếu, cần cẩn trọng. Thiên can quý khắc đinh, thiên can tháng khắc thiên can, công việc sinh rối rắm, cẩn thận vướng chạy tùng, đặc biệt là các em nữ với cái sao la hầu, rối rắm nạn tai, cho nên là cũng các em trai thì cái sao mà vân hớn cũng không có ngon lành đâu ha, nó cũng dễ đem lại rối rắm lắm, cho nên là nhớ cẩn thận. Tháng này đặc biệt cẩn thận, vì sao? Vì cái địa chi là Tý Ngọ Mão Dậu, Mão Dậu là lục xung, mà như đã nói ở các video trước, lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, gia đạo sẽ nhiều rối rắm. Rõ ràng là với cái tháng 8 thì đầy khó khăn, báo hiệu. Vì sao? Vì mạng là hỏa của mình khắc kim là tương khắc rồi. Phúc tinh tài tinh vì thế không hề có tác dụng ở trong tháng này. Quý thiên can chữ quý khắc chữ đinh, tháng khắc nữa, cho nên là tiếp tục khó khăn. Địa chi gặp lục xung, có thể nói tháng 8 là tất cả đều xấu, cộng với sao mạng xấu nữa thì rõ ràng không tốt đẹp, cho nên là nếu là các em thì anh cực kỳ cẩn thận tháng này, tháng 8 âm lịch này ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, đó là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa. Như vậy các em là mệnh hỏa, gặp tháng hỏa là hỏa đồng hàng, bổ mạng sức khỏe đã tốt hơn ha, không có còn cái chuyện mà tương khắc hay là sinh xuất gì nữa, nó sẽ đỡ đần. Rồi thiên can giáp đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của giáp là mộc, nạp âm ngũ hành của đinh là hỏa, cho nên có thể nói tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can, mộc sinh hỏa, cho nên tài lộc cũng dễ sinh nhưng không quá lớn. Địa chi tức với lại mão là thuộc nhóm lục hợp, gia đạo và công việc sẽ có cái nhiều hướng tích cực, không có quá khó khăn. Như vậy là tháng 9 có khá khá nhiều cái tốt đẹp ha, với cái mệnh đồng hàng và địa chi là lục hợp. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi đó, một tháng hỏa nữa. Như vậy mệnh cũng sẽ đồng hàng với giống như tháng 9, bổ mạng sức khỏe tốt, đồng hành hỏa. Thiên can Ất Đinh thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Ất cũng tiếp tục là mộc, nạp âm ngũ hành của Đinh là hỏa, cho nên là được sinh nhập mộc sinh hỏa, cho nên là tài lộc cũng tiếp tục ổn định, có thể là có phát triển nhưng không quá lớn. Địa chi là nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019 sẽ cũng khá giống tháng 9, thì tháng 9 là được lục hợp địa chi, nhưng tháng 10 là được tam hợp địa chi. Mạng thì đồng hàng, thiên can thì không có tương khắc gì hết, hy vọng là sẽ đem đến tài lộc cho các em, bù đắp cho cái tháng 8 nhiều khó khăn. Rồi tiếp đến đó là tháng 11, tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng Bính Tý thì là mệnh thuộc thủy, cho nên mệnh là thủy khắc hỏa, bị bản mệnh bị tháng khắc, bổ mạng không có tốt, cẩn thận cái về mặt sức khỏe, đặc biệt là bệnh nạn đối với các bạn nữ chịu sao la hầu, sao chủ la hầu của năm. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên phần địa chi Tý Mão là thuộc nhóm tự hình, ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu, cho nên chắc chắn rằng gia đạo sẽ có xào xáo, không thể nào có cái việc mà yên ổn ở trong cái gia đạo của mình ở tháng này. Rõ ràng với cái tháng 11 là tiếp tục lại một tháng xung nữa đối với tuổi của mình, tuy nhiên nó nhẹ hơn tháng 8 nhiều, vì dù sao đi nữa thì thiên can, tức là cái phần mà ảnh hiện hưởng về công việc, nó không bị tương khắc, nó chỉ là
bính đinh đồng hành hỏa thôi. Hy vọng nó cũng tiếp tục giúp cho cái phần công việc của mình, sẽ giúp cho mình không bị quá khó khăn ở trong cái việc gia đạo. Tuy nhiên bổn mạng của các em bị rất yếu ha, với thủy khắc họa của mình. Rồi tiếp tục là tháng chạp, tháng 12 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Đinh Sửu, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 11, thủy khắc họa, bản mệnh bị tháng khắc, bổn mạng sức khỏe có vấn đề, cần đặc biệt cẩn trọng ha. Với hai tháng bị bổn mạng tương khắc như thế này thì là các em anh cũng phải cực kỳ cẩn thận, nhất là các em nữ ha. Rồi thiên can là chữ đinh thì đồng hành hỏa, công việc hanh thông, không có chướng ngại gì. Địa chi thì Sửu Mão tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Như vậy tháng 12 chị chú yếu vào cái phần sức khỏe của mình nhiều hơn, chứ không như phải tháng 11 cả cái phần gia đạo ha. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người đinh mão nam và nữ mạng. Có cái tháng 8 đặc biệt là khá xấu, và tháng 11 thì đỡ hơn một tí xíu. Rồi những tháng khác thì có thể là không tốt về bổn mạng, nhưng công việc và gia đạo cũng tương đối ổn định. Hy vọng rằng đây là cái thông tin mình chia sẻ giúp ích cho người đinh mão có cái nhận định tốt nhất về những cái khoảng thời gian sắp tới của năm Kỷ Hợi 2019, mà biết cương nhu trong làm ăn và để thu về những cái kết quả mỹ mãn trong cuộc sống. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi đinh mão biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác, có thể về tử vi phong thủy tuổi của các bạn hoặc là người thân. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Hân hạnh hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.